Chơi chị ngựa thì xem xém cũng vô đâu. Đụng bên kia luôn con. Yeah.
Do sân trơn bóng ướt, Messi không làm ăn được. Thôi tốt rồi đó không? Anh sỏi là truyền gian đường mà sao vậy? Bạn an toàn phá y bài đâu? Dạ. Đúng. Đó thì một. Chị đang nghe hả?
Yeah.
Giết nhanh đi. Chạy ra. Rồi, chạy ra đi. Chặn lại cái đá bắt một mà. Chặn lại có một chạm liên tục. Chặn lại chứ đâu, không vừa vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhanh đi, dứt nhanh đi. Trời, dạo này chặn bóng sao tuột miết vậy? Chuyền lên Giang là nó chống chân hơn là chuyền bên thằng Hy Phi. Giờ chú nó phủ á, đi thẳng vô. Từ từ. Cái thằng giò bị sao vậy? Nhìn quá. Ô, chuyền. Đừng nhảo rồi, đừng giò phủ đi. Bên ăn cà lách nó rửa coi. Chỉ số nhiêu đâu? Gật 4 gỡ tốt.
Các anh em gỡ cũng tốt. Ủa, giờ đá bắt xa đâu. Điện vàng đi. Vàng nó tranh nhưng hít tốt mà gì sợ. Không tranh hay chứ. Điện vàng đi. Giang trước mặt liền nó sợ gì? Điện Giang nó tranh chứng hiếp chứ sợ gì mà phát vậy? Sáng khi biết ní ra được. Hiếp mà liền cho nó tranh. Là có thấy xi tanh không? Liền đâu không dám? Liền giang liền luôn vô chân hít luôn. Bữa nay lỗ bè đá banh ní giò ra thắng nha. Đội nào ở bên giò thua. Hồi bữa giờ con đá mấy trận thua hết mấy trận không? Người đứa nào kia thả trong giò anh biết. Dần giờ bên giờ đá bắt xa á.
Ok ok ok. Anh rơi tàu bông. Anh Nguyễn hay với đâu Nguyễn Hy Dân. Chỗ này sao nó dữ vậy bạn? Bạn ơi, lấy cái đầu tự nhiên lấy cái chân vậy? Thằng Hy à, lúc tự tin ôm dĩ, lúc qua cái bàn đây không dĩ mà lại lừa. Nghe nói thằng Phước kia hay lắm mà. Anh giang chiến lơ công an này nó ở chỗ đây mà nó không biết là sao à.
Đạn gì, tiền giò nó xuất tốt vậy, sỏi theo giò chứ không tấu con giò nó đá vô hết á. Phản công. Ê. Danh hè. Sỏi này đá ngon lành chứ, sỏi này dữ quá. Chuyện nhìn chứ. Thằng sói khùng. Good.
Vô mà sao không chờ bóng? Còn gác mấy cái? Mà chị ngược lên là Giang lại bài đâu. Mà nãy thằng Phi chuyền lên cho thằng Giang lại bài. Giang kia. Vàng đá xấu vàng.